tới tử đệ tam y phong tôn thật quan ơn thay tử đệ tam y cùng binh quan cổ để trục quan ơn ngự về thay tử đệ tam y phong tôn thật đức cổ về thung tung hòa mạc y bẩm sinh thành từ trước đi dục nhạc cầm đầy được nghi sửa ra nghe đi cõi trần nơi chiếc thuyền con
chui về họ nguyện bình an. Cửa nhà chắc khang thái phúc lâu giàu về về cho họ nguyện bình an. Đôi chú trường sinh thế cho đôi chú trường sinh lại thêm bốn chú an ninh thọ thường ông về chưa về. Đừng ngại đừng lo nguyện đừng ngại đừng lo có tâm tâm quan độ có tình quan thương này về sơ điệp dừng qua. Cầu nông cầu an nay con cầu nông cầu an cầu cho gia nội bình an đời đời cho con. Cho đệ tử phúc phúc nâu dầu bền kim ngân vàng sơ dơ dơ bền. Sơ điệp vâng lên sơ điệp vâng lên ông về đâu đôi chép biến rõ ràng đồ cho ngô bình an. Họ ngô bình an độ cho họ ngô bình an cửa nhà phú quý đồ cho phúc lộc hoa dài. Cầu lộc cầu an ấy con cầu lộc cầu an ấy cầu cho bản mệnh được an được nhàn cầu cho phúc lộc hoa dài. Chúa phê quan về, bút chúa phê đồ cho đệ tử phúc nâu giàu bền kinh ngân sơ điệp trình quan. Được tốt được tươi cho con, được tốt được tươi cửa nhà cho khang thái phúc lâu giàu bền bốn mùa hạ hách tiêu qua. Thank you.
thì chúng nhang thấp vì diều hay quang chữ hình nhân. Cũng tình tình như nay chiều khai thay thành thân thân nhận chiều qua đây dung nhang thật thật kỳ diệu hay quang chứng đạt duyên ca lắng thật ra từ bi mật chúng sinh có tình à thích đệ dung nhang thật kỳ diệu khai quang chứng đạt duyên. Hoàn số cho đời bình an trứng rồng đang nở ra rồng bốc quả xoay lòng quan về bốc quả xoay lòng mà soi tâm soi tinh con đồng ra sao trứng rồng này nở ra rồng. Cho đời ông về cho phủ quân quân cầu
khai sáng ấy khai quang cho đời cho con trí được thông thông minh. Lộc tiền bốn mùa lộc nở như hoa.
lăng thật sơ từ mi mất chúng sinh có tìm ngã kinh để dùng nhang thập kỳ diệu khai quang lốt tam đầu. Dâng lên hình này bản mệnh dâng lên phục phục thỉnh thỉnh như nay chiêu khai khai thật nhớn nhớn nhĩ được linh tông dùng nhang thập kỳ diệu khai quang chứng chứng hình nhân Phật truyền ban ba ngàn dấu ấn trong tay ấn quyết thần thông hôm nay về bắt quyết thần thông nghe tay phủ tay quyết quyết đi cho đời phật bình an một mùa lặng khỏi tai qua. Quan về chức phủ chức đền đồ cho họ phạm về muôn đời bình an nay con tứ phủ công đồng gia trình tứ phủ cho đời bình an quan về chức phủ chức đền nở ra rồng chức rồng nay nở ra rồng về chức rồng nay nở trời thông dường già bốn mùa phạm nặng tai qua. Tẩy sạch dậy trần thanh cao lịch sự mười phật thanh cao này về tẩy hết bụi trần khai sáng khai quang quan về khai sáng khai quang khai quang khai sáng họ phạm hôm nay cho con trí được thông minh. Cắt tóc làm tôi kéo dao cắt tóc làm tôi trên theo phật thanh dưới theo đồng thầy theo cho xe bóng ban chiều được ngà trải chuốt đi cho đầu từ đây gỡ đi cây dối trần gian bút ngọc sổ vàng nay về bút ngọc sổ vàng ngày bỏ đi chữ mực ngày phê vào chữ son nay về bỏ sổ hội đồng đôi chữ bình an quan phê cho đôi chữ bình an đi thêm một chữ khang linh thọ trường phê cho đôi chữ công danh lau diện lau danh nay về rửa mặt cho đồng người khăn lầy khăn liễu rồi là khăn hoa mẹ cha chấm tinh con ra mà đồng đỏ cho đệ tử hôm nay đàn quan về mở quạt khai đàn để tai nương nghiệp chứng đi quạt đi cho đồng lay về quạt mắt chân trần gian làm lễ chào khăn quan về làm lễ chào khăn đi chào khăn chức lễ cho họ phạm hôm nay quan về làm lễ chào khăn chấm đinh nhận đồng quan về chấm nhận đồng khăn chấm linh nhật nhật đồng đầu tuần qua này về chấm linh sang phật chấm linh sang khăn quan về chấm linh sang khăn nhật nhật đồng chấm linh sang khăn cho đồng này về chấm linh sang phật cùng mệnh làm tôi họ phạm con đi
hai phúc mạnh làm tôi trên theo Phật Thánh, dưới theo đồng thầy, theo cho xê bóng vãn chiều. Phải đạo làm tôi quân thật, phải đạo làm tôi trên đẹp đồng rời, dưới đẹp đồng dân này về ông lại chứng tập đề. Thứ nhất quan cấp độc hoa, thứ nhì lồng quả, thứ ba lồng tiền, bốn mùa lồng nở như hoa. Phải thay thân 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 chiêu có nguyên nhiên dung nhạc thật thân thì nhiều hai quả chữ những đàn điền hai quả dung nhạc thật thì diệu hai quả chữ từ chung huy a kết ta công già kim hoàng hoàng lần 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 thánh chúa thiên trường vua ra tay cứu nước trừ cơn nguy bị miền
để ngàn năm với non sông. Ước thần người đôi ước thần ba tất chi tay quan dập chi dậy trời tây quan tăng ngài lấp bề độc độc con hoa thủy quốc độc đình để tam hoàng thái tử giáng sinh ngôi đền nữa dầm đền lãnh ra quan đề tam về đền mẫu ủy nan đây chứng độ cho các chư thanh đầm đầm nhân là thanh đồng trường lạnh sáng lên ngàn quang xuống biển lạnh ra từ lạnh ra từ quý địa xanh nào đền thờ quá ta phía kiều vàng bạch long hữu hồ thạch bàn đua tre sương ca đã tập tành thương âm phú hòa đàn tranh chơi bời việc rồi xong việc rồi về nơi thoại phủ quan hoa sóng vân đi đai hao mũ bảo tâu quát bắp lâm ba đồng tử theo hồ bảo tâu vương phụ gia hầu được mẫu vương cầm cành ca chiêng vàng anh ngợi lốt xanh tiền lốt xanh tiền chỉ nối đưa buồn chiều thật văn võ ba quan ra tay đón rước quan đề tam quảng châu trần gian đi một tay hoàng tử vương quan cứu sinh mà vương nắm ngài giải oan không nhiều dày ông đã dày ông đã về chầu nhật đức cứu dương gian vạn ức chúng sanh dây ông về chốn thủy cung đồ ba họ đắc thiên xuất thọ trường
sự lệnh hay sắc dòng quốc sự vẫn còn ghi quan đệ tam lâm thép không ai bị lệ lệnh vua bắc hải kim chi các tài trong chiều đình, trong chiều đình có biết được ai kim chi văn võ toàn tài địch thật tam tứ phủ nào có ai say bằng ngờ. Đến lành giáng, đến lành giáng là lời tăng tích trong chiều đình, trong chiều đình đức thực mà tôn quan 24 tháng 6 đạt nhật đức tôn thần và chúng nam bắc ba họ con đảo cầu đức gồm vẹn, đức gồm vẹn thung dung hòa mạc bẩm sinh thành, bẩm sinh thành tứ chức trung nhà văn thịnh mời thái tử vương quan đi phục bình quan cổ để ra chân ninh từ hàng tâu đôi ngôi thiên đình thoại phù chân lành ra chân lành ra quy đủ bốn có phèn chấp chính kỳ cương cầm cân đầy mực để sửa sáng cõi đời cũng có khi ngày phí vương biên nó cô người an thường hạ đại gia thuyền rồng thuyền quê cuộc nan đi khi chơi tô lửa đúc đúc hải sa tam cờ dạo thật thớ dạo thật thớ chơi tám biết tám đạo thuyền chữ quân thuyền chữ quân nghề đào tiến phong nghi chuông kêu cờ phất trong dòng thuyền sau kẻ trước giữa dòng ông ấy đây chiếc thuyền nan đi chiếc thuyền nan lội dòng sông xích bích nghi đưa quân trèo ru lịch khắp bốn phương tuần thú sông hương trở về tỉnh bắc bắc sông hương ngục đau dài sông quê lên ngàn xuống biển lãnh giang từ giang từ quý địa tòa giang lam mê tiếng kêu cờ phất trong dòng nghe thuyền xa bè chết giữa dòng hàng tàu đôi ngôi tiên đình thoái phú chân lành giang quy đủ bốn năm phương nghi quyền ban chấp chính kỷ cương nghi cập cận lê vực về sửa sang cõi đời lòng thanh gia trời trói sắc dòng nghề vua phong trời trói sắc dòng nghề quyền quan đệ tứ oai hùng phải dậy dậy ra trói
sắc dòng mà mua. Đệ tứ oai hùng, oai hùng dày vãi. Tâm thành nay về mã dân đi.
dấu ấn trong tay ba ngàn, dấu ấn trong tay có trong linh phù đạo đạo Phật truyền ban ba ngàn, dấu ấn trong tay tay phủ tay quyết đi cho đời bình an, tay về tay quyết thân thân thông. Xoay lòng quan về bác quả, xoay lòng rồi tâm rồi tinh cho đời bình an, này về hóa thế cấp thực cấp hương, này về cấp thực cấp hương, này về lo đồng trầu xoay nát trầu là cả tâm lòng thì quán về chức lễ cho đời vinh hoa. Chúc nát trà thơm này về, tôm nát trà thơm đi quán về chức lễ chứ tâm lòng thành quán về thượng độc ban công. Thấy hết bụi trần nước tiên tây xanh bụi trần thanh cao lịch sự mười Phật thanh cao này về tẩy hết bụi trần. Mở rồi đông quan về, mở rồi đông bỏ đi chức mực người phê vào chữ xó rồi phê đôi chữ bình ngàn, lại thêm bốn chữ khẳng linh thọ trưởng phê cho đôi chữ công danh. Đừng ngại đừng lo họ phạm, đừng ngại đừng lo có tâm quan độ có tình quan thương, này về phục mệnh làm tôi kéo sao cắt tóc làm tôi chọn đời, này về cắt tóc làm tôi chạy chút cho đồng quan về, chạy chút cho đồng gỡ đi cái dối của người trần gian, này về nâu dung nâu danh. Khăn yêu khăn hoa khăn này, khăn yêu khăn hoa mẹ cha trần linh ngày con ra đời, này con phục mệnh làm tôi mở quan khai đàn, nay về mở quan khai đàn để tái hương nghiệp chương quan cho đồng nay về quạt mắt chân gian. Làm lễ chào khăn quan về, làm lễ chứng khăn chứng khăn, làm lễ nhật đồng tân qua nay về làm lễ chào khăn. Làm lễ chào khăn quan về, làm lễ chào khăn nhận đồng trầm tinh cho đồng đồng tân khoa này về nhận lễ chào khăn. Phục mệnh làm tôi họ phạm con đi, phục mệnh làm tôi trên theo Phật thánh dưới theo đồng thầy theo cho xê bác mắt chiều. Đồng trao khăn nay về chấp niệm trao khăn, nay trao khăn chấp linh nhận nhận đồng đồng từ đây nay về chấp niệm trao khăn. Quân cho con phủ kéo cầu và lên đây về
người trồng cây nay về, nhớ người trồng cây, nhớ người đắp đắp mấy trồng cây cho đời nay về đắp đắp trồng cây. Quân phủ kéo cầu lay về, chính phủ kéo cầu đổ cho họ phạm, quân cầu bà lên đồng về, quân phủ kéo cầu. Tôi nay con phục mệnh nam tôi ra trình tứ phủ, con xin cầu tài ông về chứng chủ quân cầu. Chứng phủ quân cầu quân cho con phủ kéo cầu mà lên ông về quân phủ kéo cầu. Thank you.
các nghĩ bộ làm nghề xa tay bể quê. Thank you.
công y công hộ quốc nghe gạt người đời gạt đời sáng tỏ chí hào hùng đa dạy sợ đâu đó phục thờ đinh ra nghe đại nội chính từ đền tuần tranh thương người tựa thế ấy, 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 ấy.
âm âm đổi dậy sóng tròn đầu sóng xoay mấy người mơ những phường phát nước hai đỏ gian tà xảo quệt đi mà quyết không tha tội này. Quẹt quẹt ai thương cho nghịch cành nghi chân là cao căn số lặng lặng quan thời đổ cho lào ở đâu lào ở đâu đất đất trời thay trời thay đổi số hưởng người không thấy lòng ở đâu hai lòng tháng năm đúng ngày hai lòng tháng năm đầy ra đi tốt cật cật kỳ cục tuyết nguyệt bởi đường ai ân hỏi trắng ơi ông hỏi gió ông hỏi trời hỏi ông nguyệt não huy nay trêu người bởi vì đâu hỏi cỏ cây cỏ cây ơi sao mưa dầu lắng lắng dài lỡ hai người trong trong lúc phong phong ba cỏ cây ơi cỏ cây ơi cỏ thâu thâu lòng ta xương cùng tùy kiệt xót đi xa lạnh lùng áo hồng bào nay đã nhuộm tràm xanh tấm thân bách bách chiến nay nhục nhục vinh vinh lẽ thường đường cống đi được công đi quan sang bờ ngỡ trách 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 chẳng chẳng già ông trách chẳng 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 già thu tỏ không chẳng chẳng đi thà thác chẳng đi thà thác còn sống nhục nhục kỳ cục nước sông kỳ cục tóc tóc ngọc cột sông kỳ cục yêu ăn đi chẳng non sống kỳ nước đục mà lại rẽ tuôn đổi dòng.
cảnh vật. Quãng tuần ngắm cảnh vật mà lòng ta đau như cắt mà lỡ chân hoàn. Có lỡ chân hoàn ông trả phát cho họ sống. Lòng xin đã quyết với lòng mượn giấy hoàn trai để cho sống lỡ đời. Trách ai quan tuần trách ai mà đi ở Phật tâm xà nỡ giết người trong lúc còn phóng ba. Ông lại trách ai bây giờ? Trách lòng tiểu thiếp mi mà lỡ gây oan cho quan tuần. Tương ai nồng dạ sớm khuya tần tạo đèn nhang y phục thờ. Ông trách người xảo trá đi hoa trá hình nghề đổi lốt gây oan cho giàn chung chung con ơn quan lớn tuần ra tay xa hộ cho đời bình an đi. Cầu nhân nghi ông cho đắc nhân nâng cầu phúc cho đắc nghi phúc bản thân thân thờ đinh xa lại lối chích chích từ tuần tuần tranh thương ai họ họ nguyện họ phàm con đi không đầu người chích chích tam phủ còn con chích chích tứ bình an. Khắp bốn phương xa gần đều biết đi quan đơn toàn lập liệt mà thật cửa sông đâu đó phục thờ linh gian lại nối đền thờ quan tuần chạy. Người mà thương tiếc ông thác thì biết thua lào quên chồng tôi lại trở ra về bát hải động tình điều nguyên đi bát hải động tình điều nguyên quan điều thất đi thục thục đất đồng đèn dòng sớm mai. Quan triệu tướng có bắt con thì cởi thì quan triệu tướng giang thế để đẩy quan về đồng bằng. Xin lỗi thưa cha, vui vẻ đèn dòng sớm mai, vui vẻ đèn dòng mây trời phủ trích trích chầu hồng chầu bà đẹp nhất vào. Xin lỗi thưa cha.